Rồi nói chung là cũng an toàn tới bến này ha. Giờ là tiếp tục đang tại luôn nha các bạn. Giờ đó là còn vướng cái hai cái gạo của đây ha. Cái chân cẩu cái cộng dây xích nè. Dạ lên đè cái gạo coi. Cái chân đủ mẹ đó. Quá trời vậy. Là quá trời ý kiến. Thôi là khó làm ha. À, cuối cùng thì cũng mở được rồi. Ủa con dây mà không phải ra cho chắc ơi. Không dây mà không phải đâu cho bự lại. Ở trong cái cabin của chiếc xe này mình thấy thịt. Lúc này là đang vòng như thế các bạn. Nói chung là các bạn thấy chạy cái máy đê là xịt khối đầu của đít xanh lè lét đen xì luôn kìa. À, cái xe cuốc ở đang nằm ngang ha. Nằm ngang đó kìa. Quá trời giờ có một chiếc phà sân bay mini để hỗ trợ tiếp ha. Quá trời khối đẳng luôn rồi, mù mịt tới trơn rồi. Hết số hết ga luôn ha. Quá trời đủ luôn rồi. Giờ chiếc kia chạy lên sau ủi tiếp quá bạn. Khối nè. Trời trời. Nó cứ biết khối vậy. Khối có sập rồi. Hai chiếc nào cũng khối một mà tới chứ. Nói chung là đi cũng gần tới ha. Nước giấc này đang nước lớn các bạn, cái phà nhỏ nó bê vậy nè, bê luôn á. Thấy vậy nhưng mà nước chảy rất là lớn, nhanh các bạn, nhưng mà mạnh á. Ok, chạy xuống dây các bạn thấy khủng khiếp rồi. Kia bây giờ là đang rất là lu sơ bu ha. Nó bắt đầu kéo cái phà sân bay mini vô nè. Dòng tiếp ha. Kỹ vô rồi. Lúc này thì cái máy chạy ngược thì nó không lên nước nữa kìa. Hát gì đâu bạn. Quá khó rồi. Bây giờ chờ cái phà sân bay mini ép dòng vô tiếp ha. Cái này mình thấy theo quá thì nên là quay đầu luôn nha các bạn. Nó không lên nước rồi chạy các bạn thấy là rất là đau lòng luôn nha. Nói chung là chạy cho nói chung là lộn trên bể bê tông là bình thường luôn á. Ở đây thì có chú Quang đang chỉ đạo lên nè. Nhưng mà không ở đẳng lu bu quá không ai nghe điện thoại được chân nè.
cối mù mịt tới chân nắng quá trời luôn. Quá trời khối rẳng luôn rồi, mịt mù quá trời này. Bên các bạn sân bay mini dương văn cũng khối cũng tiếp luôn. Còn quãng đường khoảng 50m mới tới đây nha các bạn. Và bên đây thì cũng đang chuẩn bị dây ha. À, quá lu bu nữa rồi. Xe vô. Xe vô. Bảy thì đang ra lệnh bên đây luôn. Quá trời quá đất luôn.
sáng thì đang treo ha, tài thì cũng đã tắt luôn rồi ha. Đang cho nó tắt vô ha. Rồi bắt đầu chuẩn bị đang tiến vô đây nha các bạn. Đó là đang quay ngang lại nè. Rồi giờ em Quý đang ve lại ha. Nó đang di chuyển dây lại nè ha, sửa dây lại. Quá trời. Chết rồi, nó đụng cái phà sao không? Rồi đang vui lui lại ha. Ok rồi, ok, cái này cũng ok rồi. Cái bà đó đánh ga kìa. Rồi nói chung là cũng an toàn cái bến này ha. Có nước không? Rồi tới đây thì cũng hoàn thành cái nhiệm vụ sứ mệnh là đưa lại bến này ha các bạn. Đây ha. Chút xíu là sẽ hỗ trợ này lên ha, để lên cái phà này nè. Ha. Rồi. Rồi giờ là đưa tới đây an toàn rồi. Giờ chú Bảy đang chỉ huy quá trời luôn rồi nè. Ông lên miếng nước nè. Để hồi nổ mấy luôn. Chú bà chơi cái áo siêu phẩm luôn các bạn ơi. À không biết lụm cái áo ngủ của ai nè. Rồi đang kéo chiếc xe lên hả các bạn. Đó, đang kéo rồi. Đi, con lậu vô trong này nè, mày cái đó mày chọc chết ta vậy. Nãy kêu đi vô đâm ra, không đâm vô. Lậu đây nè. Quá nguy hiểm luôn. Ở trong chiếc xe kêu đi vô trong đám đá. Rồi đó. Đúng rồi. Đang gịch quá ha. Cái gì vậy? Lấy cái gì?
Bị cái gì? Chân cái cào vô đây rồi. Ok, cái xe má. Mày đủ mày đi ra đâu quý được đi lên đây. Quá lô bu rồi các bạn ơi. Không cái xe các bạn. Mày cứ tay vậy đó. Mày cứ tay rồi ra đẩy nó chết kìa. Đi ra cho nó chết mày chết mà tao. Đẩy nó chết ra cái đụng này ra nữa xong rồi lấy được mà ăn. Cứ dài hoài mà có nhiêu mà làm được. Chính cái cào vô đó mà lên được mà được. Lần lên đi. Một chân cái gạo ấy ăn nè. Lên đi, quý lại đây được. Con cái gạo vô đây rồi nè. Con chặt nữa được ăn cái gì nữa luôn. Chết luôn. Con chú đang gạo luôn nha. Thằng ác cảo nữa, kêu uống đừng đi. Lên kia ác. Đặt rồi. Đặt máy đi. Còn chạy dưới kìa. Đặt máy. Đặt cái cảo đi. Đặt máy. Đặt rồi, đặt rồi. Đụng cái đó là tắt mai. Tắt mai là đã gồm chuyện là tính. Vô à. Cái đó là coi chuyện tắt mai là xong cái đó là hoài hoài. Nó đang gút gút lên hả? Dính vô xe cuốc, đậu mẹ hay thiệt chứ. Rồi chuẩn bị trúng rồi, trúng đít phía sau nè. Trúng vô phào quá. Rồi xảy vậy đó cho nó gỡ dây ra đây. Cuốn tay lại đi, đặt này cuốn tay vô. Dạ rồi đó. Thu dây lại đi bộ trâu lại. Thu dây bộ trâu lại bộ coi, Quế Tấn. Tấn. Nó dương vậy sao không biết hạ cái chữ A xuống đủ má là đạp rồi gãy luôn chữ A luôn rồi. Hạ dây xuống đi, đặng nó kéo cái gạo ra. Xả cái tờ ra bớt quý ơi. Dây kìa. Là đúng cái dây này nè, là hỏi dây này ra một cộng một được rồi. Quý ngồi hết mới đường làm luôn rồi kìa. Quý hỏi dây chỗ này ra đây. Để nè. Xáo cái đây, tháo cái này ra đây. Dây này bỏ dây này luôn, dũng xong luôn. Trong lùa quá trời rồi bạn ơi. Bỏ cái nọ trâu luôn. Chỉ qua trời hết, hết mới đường làm luôn. Lấy dây lớn vô đem được hả? Thôi. Thế vậy. Cái gì lớn rồi, sao vậy? Cái bây giờ làm gì? Tháo ra buộc lại đi, đừng có kéo cái gạo đó ra kìa. Tưng quay cái tờ hạ xuống đi. Cái gạo đập vô đó, để dọn quà bao không cần. Bây giờ hạ cần đi. Đứt dây coi chỗ đó coi, đụng mẹ nó dính dây rồi sao buộc. Lại mở luôn cái chỗ đó coi cái giống chó gì. Cho nó vuông góc ra đây coi. Chưa có được. Lòn cái dây gì đứng không chung ra đó. Kéo cái dây này lại đi. Hạ cái tờ xuống đi. Coi là đừng có lại đó, giựt ngay. Người ta đang xả cần đó thằng đó. Rồi lấy ra đi chạy lẹ ra đây. Đừng có lại gần cái xe. Dây sao mà nó lòn cái dây nữa nha. Rút lẹ ra đây. Không biết nữa mà trôi. Rút ra đi, buộc qua bốn châu này nè. Chỉ quá, quý hết đường làm đâu kìa. Chúng là quá trời lô bu luôn rồi. Giờ cái gào nó dính vô trong chỗ cái càng chữ A nha các bạn. Chúng là dính vô, nếu không hay không phát hiện là thôi là nó bị gãy luôn á. Đá lên, nó bắt cái gào đá lên cái là. Đá lên, nó đu đi, đá lên kéo qua. Đủ mẹ cậu đi chính là sao? Lấy cậu chính tụi vô coi. Đã lên chứ là ra rồi. Đu. Không bộ cái bà không phải để hồi nó trôi luôn bây giờ nữa nè. Quý ơi,
đưa cái đầu dây đó xuống cho ông Kiệt trồng cho bổ câu đó, trên này ta thu nè, bổ câu không phải á. Cái bà đó người ta buộc dây rồi, buộc dây lái rồi, đậu nó đi. Sao được chỉnh? Để nó đi. Còn hồi thì ta tính cái xe chưa có rồi. Đổi ra đi, chồng vô ta chút miệng. Rồi thông dây lên bờ đi, kéo thông dây vô. Hết cạn rồi. Kêu cái gì kìa, bạn kêu vào ra. Bung vào ra. Bung vào ra cho người ta xỏ vô. Mày chạy tới chút xíu coi. Mấy nhỏ xích ra kìa. Đi mà vô đi. Rồi giờ nó quay vô nghe bạn. Ok, xây qua luôn rồi kìa. Dướng tàu lá đây luôn rồi. Rồi đi, 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 đi. Cái xe này nó ra đây nè, nó bỏ vô bà rồi. Xe các bạn thấy còn rất là đẹp ha, nhưng mà con cái là các bạn thấy giờ nó hết đẹp luôn rồi, sình rồi quá trời luôn rồi, nó sình nó nhét vô ống khói này kia là quá trời khủng khiếp luôn. Xe này 2006 nha các bạn. Mày mở con dây thằng Đăng mày làm gì, hai sợi dây mày buộc ở đây vậy, lấy cái này mà dở lên đó, dây nhỏ ra cho nó đi. Mày nó mà hai con dây à, bây giờ bên đây không có xà lan mà sao điều tiết con dây này được. Là tiếp tục đang tại luôn nha các bạn. Giờ đó nó còn vướng cái hai cái gạo của đây ha. Cái chân chỗ cái cọng dây xích nè. Dở lên đè cái gạo coi. Cái gân đủ mẹ đó. Nó chạy thôi không được đó. Có nhiêu làm được đó. Quá trời vậy. Là quá trời ý kiến. Thôi là khó làm ha. À, cuối cùng mình cũng mở được rồi. Con dây bà không đẩy ra cho chắc ơi. Không dây bà không đẩy không cho bự lại. Ở trong cái cabin của chiếc xe này mình thấy có thịt tùm lum tùm lưa giống luôn mà. Con dây là tới là ra đi quay lên xong à. Lấy bỏ ra. Nên nó treo lơ lửng luôn ha. Đây thì cũng hơi nghiêng các bạn. Hơi nghiêng đây nè. À, sao nó cẩm quá trời cẩm luôn rồi nè. Có bom gì đâu. Sao tao kêu quý bom kìa. Kìa ngồi trong đó kìa. Quý à bom bên đây rồi. Như là một cái trận chiến luôn các bạn ơi. Chung là phải đấu trí với cái trận này. Một chút xíu chắc phải bơm nước qua cái phà hôm bữa nha các bạn.
bơm xuống cho nó thấp xuống mới vô được, chứ giờ là cái này là không vô thôi, không thể nào vô được. Đây đó, bây giờ là nó gần xong các bạn, nhưng mà ở dưới đó là có cái ổ ong giò vẽ đây ha, chung là cũng hơi nguy hiểm xíu, dây thì cũng xiết lên rất là cao rồi, đang lên ha. Đó, bây giờ là còn khoảng cỡ một chài tấc là vô phà được nghe các bạn, chút xíu nè, khoảng cỡ theo mình đón thấy là khoảng cỡ hai tấc rưỡi ba tấc nha, các bạn thấy cái xích là biết rồi ha. Giờ là đang móc với cái móc cái chiếc phà vô ha. Rồi nói chung là cũng 99% rồi. Ok, ok. Và bây giờ là xe đã vô phà rồi. Vô phà rồi, nói chung là cũng ổn rồi. Luôn sư bu luôn rồi. Cái này là làm từ từ mới được. Và bây giờ là đang như là hạ tời xuống nha các bạn. Rồi, nói chung là 99% rồi. Đang hạ xuống ha. Nói chung là 100% rồi đó. Còn vài tấc nữa là xích nó chạm đáy phà ha. Quá là kỳ công luôn. Nguyên một ngày trời vất vả rồi cũng thành công các bạn. Đang súng nhau lại đẩy bên kia ha. Rồi nói chung là ok các bạn. Hoàn thành rồi ha.
chú Bảy ủng hộ quá ngon mà đó, chú Bảy với anh Tài nè. Ở đây là chú Bảy nha các bạn. Ok hả chú Bảy? 100% rồi đó. Cảm ơn quý vị đang xem là YouTube của Nghĩa đây. Dạ, rồi cảm con cảm ơn ông Bảy nhiều. Ông Bảy cũng là chuyên nhận trục vớt xe cơ giới nha các bạn. Các bạn có cần thì cứ liên hệ ở dưới ha. Và bây giờ là nói chung là cũng hoàn thành 100% rồi nha các bạn. Đó, video mình cũng nói chung là cũng tạm thời kết thúc tại đây nha các bạn. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình bạn ơi. Rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo ha. Rồi.